chục cân này lên dưới hả? Thế anh có 5 chục anh ạ? Lọ mới ăn 150 ạ. Em mong em thua 5 chục. Em cá cược em đi em. Nhưng mà em đi đánh giải em phải thương mỗi thằng nhất nhỏ. Phải cứ gặp nên là bao giờ đi chẳng được giải gì cũng được em mà cực mỗi thằng nhất định. Ah.
Em sẽ mua cái cốt đấy. Quả
thứ thì mình không có trách móc gì hại cả, nhưng mà mình bị thua tâm khẩu phục, mình không lăn tăn gì. Đúng rồi, đúng em thua tâm khẩu phục, ăn trận đấu. Thank you.
nhất là trong những cái khác. Tiền nữa. Giá mới thẳng đường cái này.
chuyện cá sao? Yeah.